luôn anh em nhá. Bây giờ em xin phép em mở dương cái. Để tranh thủ mở dương cái anh em. Mở dương xong rồi đi tống kim. Như các thầy ấy bảo là phải ăn thiết là ăn gì quế hoa tiểu thiên sơn các thứ, em hôm nay em sẽ ăn xem là anh em bảo là ọp ngon hơn, dòng ngon hơn, ok nhận luôn cái gọi là cái thiện chí của anh em. Em trường sẽ gọi là em mua cái thiếu lắc gì nhỉ, bỏ mẹ em vừa vứt cái lắc gì đi à, em cứ ăn em mở đấy nha anh em. Chân là 1 2 3 4 5 7 11 12 lệnh bài của mình. Ôi rồi. Đau 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 đau. Xong đấy, 4 tổng. Bây giờ là phải này. Sôi làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn Úi ít. giời. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu Sao chưa? mà để được ép cho con Sau tiên được. này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Thì nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Những người cho mình vay tiền, lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ lợ, không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại, mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng. Bởi vì những người đó coi mình là anh em bạn bè thì lúc mình vỡ lợ khó khăn khổ người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải người ta thừa tiền đâu, người ta coi mình quan trọng hơn tiền bạc, người ta mới giúp lúc mình khó khăn lúc khổ. Còn anh em bạn bè chơi với nhau có ăn gì nữa, nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành Ôi. công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn Ôi kiếm được giời, tiền không được cái phải dây chấp thủy nhận nào mạo anh em. hiểm nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta Kim. quý mình Ý giời, quý người Kim ta hái trước. dòng ạ. Cái là má. Những người cho mình vay tiền, lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ lợ, không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại, mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng. Bởi vì những người đó coi mình là anh em bạn bè thì lúc mình vỡ lợ khó khăn khổ người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải người ta thừa tiền đâu, người ta coi mình quan trọng hơn tiền bạc, người ta mới giúp lúc mình khó khăn lúc khổ. Tụi ông Còn im mẹ mồm đi, khổ với chả có với chả cần. Kim đậu má thổ ạ. Ladies, come on, raise your hands, show me where I'm.
hay thật đấy. Liệm 127 dương được cái này đấy, 127 dương được 3 cái bao tay, 1 cái mũ thủy, 1 cái đao mộc, 1 cái áo thủy và 1 cái giày thổ. Đó, buồn. Thôi xin phép dừng video clip, mở tiếp ở đấy anh em nhá. Hẹn anh em với video clip tiếp theo.